sáng nay tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị tập huấn phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm được kết nối với tòa án nhân dân các tỉnh gia lai đắk lắc khánh hòa đồng thời kết nối đến các điểm cầu của toàn hệ thống tòa án và viện kiểm sát nhân dân toàn quốc theo đó, điểm cầu trung tâm được thực hiện tại trụ sở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính do xét xử sơ thẩm có kháng cáo kháng nghị. Phiên tòa được mở rút kinh nghiệm là vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Quang Quyết, Phan Ngọc Đức về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi tại tỉnh Gia Lai, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt lần lượt là 29 năm và 28 năm tù giam đây được xem là buổi tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho cán bộ công chức viên chức tòa án nhân dân tòa án quân sự và viện kiểm sát nhân dân các cấp với chuyên đề phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến của tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng kết nối trực tiếp với toàn hệ thống để các thẩm phán thư ký thẩm tra viên kiểm sát viên và điều tra viên toàn ngành cùng tham dự và góp ý rút kinh nghiệm qua phiên tòa này tòa án nhân dân tối cao thực hiện rút kinh nghiệm để đánh giá năng lực thực tiễn nhằm áp dụng các phiên tòa xét xử thông qua hình thức trực tuyến do tòa án nhân dân trong cả nước tổ chức